Hello hello, xin chào tất cả các bạn nhỏ, lại là thầy Tuấn đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vẽ một chiếc xe tăng đơn giản nha. Và dụng cụ mà chúng ta cần chuẩn bị đó là màu bột, cọ, bút chì, gom, giấy, một cái palette, nước và khăn, và không thể thiếu là một cái bay để chúng ta bút màu. Và bây giờ thì thầy sẽ sử dụng cái bay này để bút màu. Thì các bạn cứ hình dung cái bay này giống như là cái muỗng, và chúng ta sẽ bút những màu thứ tự từ màu trắng là màu nhạt nhất cho tới màu xanh là màu đậm nhất nha. Sau khi bút xong thì chúng ta lau sạch và bút những màu kế tiếp. Rồi, lần lượt sẽ là màu vàng chanh, kế tiếp là màu vàng thư hay còn gọi là màu vàng nghệ. Rồi, tiếp tục là màu đỏ. Màu hồng. Màu xanh. Thì xanh chúng ta sẽ có hai màu xanh, màu xanh nhạt và màu xanh đậm. Cuối cùng thì mình sẽ múc màu đen, và các bạn cố gắng để màu đen cách xa ra để nó không làm dơ những màu khác nha. Bây giờ thì thầy sẽ dựng hình ở khung hình chung cho chiếc xe tăng của thầy là hình chữ nhật bự ở trong tờ giấy, phát những nét để phân chia tỷ lệ chiếc bánh. Đây là bánh xe. Rồi, sau đó thì mình sẽ vẽ thêm phần thân xe. Thế các bạn chú ý từ những cái điểm mà thầy chấm, sau đó thì thầy kéo những cái đường. Rồi, vẽ một cái nắp xe của xe tăng. Bây giờ khi đã có khung hình riêng cho bánh xe và thân xe, chúng ta sẽ vẽ chi tiết và bo cong những cái đường cho nó phù hợp với hình dáng của chiếc xe tăng nha. Rồi, thầy sẽ bo cong những cái phần bánh xe. Vẽ thêm những phần chi tiết nhỏ cho phần bánh xe, cũng như là những cái phần hình tròn để làm cái bánh xe ở trong. Thầy sẽ vẽ những hình tròn. Tiếp theo thì thầy sẽ vẽ cho chiếc xe tăng một khẩu súng nằm ở đằng trước. Thì xe tăng thì không thể nào thiếu một khẩu súng to nằm ở đằng trước, đúng không nè. Tiếp theo thì thầy sẽ đi bo cong những cái đường ở đằng trên và vẽ chi tiết ở phần trên này cho chiếc xe tăng. Rồi, tương đối chiếc xe tăng thầy đã dựng hình hoàn thiện. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu tới phần tô màu nha. Đầu tiên thầy sẽ sử dụng một cây cọ to số 5 hoặc là số 6 để tô cho phần nền. Thầy múc màu trắng ra và tán đều và cho thêm một chút nước nếu cần thiết nha. Bỏ một chút màu xanh dương hoặc là màu xanh dương đậm hoặc xanh dương nhạt đều được, để mình pha cái phần bầu trời cho thật là trong. Tiếp theo thì thầy sẽ khuấy đều và bắt đầu tô cho cái phần nền này. Và các bạn nhớ là vuốt cọ theo chiều lông cọ để cho cái phần nền thật là láng mịn. Tiếp theo thì thầy sẽ sử dụng màu vàng nghệ cộng với màu đỏ và cho thêm một chút màu đen thì chúng ta sẽ ra được màu nâu. Và chúng ta ước lượng tỷ lệ bằng cách là cho thêm đỏ hoặc đen cho phù hợp ra cái tông màu nâu phù hợp với ý của mình. Rồi khuấy đều và tô hết cả phần nền đất nha. Sau khi tô xong phần nền đất thì thầy sẽ tiếp tục tô với chiếc xe tăng. Chiếc xe tăng thì sẽ có tông màu xanh lá cây. Thầy sẽ sử dụng màu vàng chanh, rồi tán màu thật là mịn, bỏ thêm một chút nước để cho màu nó mịn ra. Và thầy sẽ cộng với màu xanh dương để được màu xanh lá cây. Và chúng ta cũng tương tự bỏ màu vào mỗi cái một chút và quậy lên để chừng nào mà ra được cái màu mà theo ý muốn của mình. Và các bạn nhỏ nhớ sử dụng cây cọ nhỏ hơn để chúng ta có thể là tô chiếc xe tăng để không bị lem nha. Vậy là thầy đã có được một màu xanh lá cây đậm và thầy sẽ tô chiếc xe tăng của thầy màu này. Và chúng ta sẽ xen kẽ thêm những cái màu xanh lá cây khác nữa, nên là thầy sẽ tập trung tô vào một bên cho chiếc xe tăng màu xanh lá cây đậm này thôi.
Tiếp theo thì thầy sẽ cộng thêm màu vàng chanh vào trong màu xanh lá đậm này để được một màu xanh lá nhạt, và thầy sẽ tô những khoảng màu xanh còn lại cho chiếc xe tăng này nha. Rồi thầy sẽ tiếp tục nhấn thêm những phần sáng vào những cái phần màu xanh lá đậm để tạo khói cho chiếc xe tăng. Rồi thầy sẽ tô luôn phần khẩu súng của chiếc xe tăng cũng là màu xanh lá. Và cũng sẽ nhấn thêm một chút xanh lá nhạt cho phần khẩu súng này nha. Rồi bây giờ thì thầy lại cộng thêm màu vàng cho cái màu xanh lá nhạt này để ra được một cái màu xanh lá mạ, là nó nhạt hơn nữa, để chúng ta nhấn vào những cái điểm sáng nhất trên chiếc xe tăng này để cho cái phần khói này nó rõ hơn. Tiếp theo thì thầy sẽ lấy màu xanh dương đậm cộng với màu xanh lá và nhấn thêm cái phần xanh lá đậm này cho những cái phần tối nhất của chiếc xe. Bây giờ thì thầy sẽ lấy màu xanh dương đậm cộng với một chút màu đen để tô vào những cái phần hốc tối trong cái phần bánh xe. Tiếp theo thì thầy sẽ lấy màu trắng cộng với một chút màu đen để làm thành màu xám và tô những phần còn lại của bánh xe, từ phần ngoài cho tới phần bánh hình tròn ở trong nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ xem chiếc xe của chúng ta đã đủ độ đậm nhạt chưa. Nếu mà chưa đủ thì chúng ta có thể là lấy thêm màu xanh để nhấn thêm cho chiếc xe của chúng ta tạo khói tốt hơn. Thầy sẽ nhấn thêm một chút những cái phần tối cho phần chiếc xe để trong chiếc xe nó có một cái khói. Rồi sau khi mà đã tô xong chiếc xe tăng thì thầy sẽ bắt đầu tới phần trang trí xung quanh cho cái phần nền của chúng ta, thêm phần lung linh nha. Thì để trang trí thì chắc chắn thầy sẽ pha thêm một chút màu xanh nữa, và thầy sẽ vẽ thêm cỏ trên cái nền đất màu nâu này. Thì chúng ta sẽ vuốt ngược cái cỏ lên để tạo giống như là những cái cỏ đang mọc lên vậy đó. Rồi và cũng thêm một chút cỏ nhạt, và có cỏ đậm thì có một chút cỏ nhạt. Lấy thêm một chút màu vàng để tạo những cái phần sáng trên cái phần mặt đất, giống như là những tia nắng đang chiếu lên mặt đất vậy đó. Chúng ta sẽ sử dụng thêm màu đen để làm phần bóng cho chiếc xe tăng, và chúng ta sẽ đi những nét ngang như vậy. Tiếp theo thì thầy sẽ lấy một cái cỏ to hơn và thầy sẽ tô những cái đám mây bằng cách là chấm chấm cuộn tròn lại.
Tiếp theo thầy sẽ sử dụng một cái cọ tỉa hay còn gọi là cọ nét, và thầy sẽ đi và viền tất cả những cái hình lại này lại. Các bạn có thể sử dụng bút lông nếu mình không có cây cọ nét này nha. Rồi chúng ta sẽ viền lại tất cả từ phần thân xe cho tới những phần bánh xe để làm cái hình của chúng ta được nổi lên nha. Tiếp tục thì thầy sẽ sử dụng màu trắng để nhấn những cái phần bóng lóng cho chiếc xe bằng cách nhấn màu trắng và thêm những cái chi tiết trên phần bánh xe nha. Vậy là bài của thầy đã hoàn thành rồi. Bây giờ thì thầy sẽ ghi tên cũng như là sẽ tháo băng keo ra. Thì các bạn chú ý chúng ta sẽ tháo băng keo từ hướng ra ngoài để không làm rách bài của mình nha. Vậy là bài vẽ chiếc xe tăng của thầy Tuấn đã hoàn thành rồi. Chúc các bạn nhỏ làm bài thành công. Nhớ bấm like và subscribe kênh YouTube của Bụi Nhỏ để theo dõi những clip tiếp theo nha. Bye bye!